Mùa giải mới là thời điểm sôi động của thị trường chuyển nhượng bóng đá Việt Nam. Các hợp đồng có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng, giúp cầu thủ xây dựng cuộc sống xa hoa với các biệt thự cho gia đình. Dưới đây là những cầu thủ có thu nhập ấn tượng tại giải bóng đá Việt Nam. 1. Bùi Hoàng Việt Anh. Sau khi chuyển đến câu lạc bộ Công an Hà Nội, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh ký hợp đồng 3 năm với mức lương 70 triệu đồng một tháng và có kế hoạch trở thành chiến sĩ công an sau khi giải nghệ. 2. Nguyễn Quang Hải. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải trở về và ký hợp đồng với câu lạc bộ Công an Hà Nội với mức lương hơn 100 triệu đồng một tháng và phí lót tay trên 5 tỷ đồng một năm, trở thành cầu thủ nội có thu nhập cao nhất V-League. 3. Quế Ngọc Hải. Trung vệ Quế Ngọc Hải chuyển đến câu lạc bộ Bình Dương với hợp đồng 2 năm và mức lương 6 tỷ đồng một năm, lập kỷ lục chuyển nhượng cho trung vệ nội ở tuổi trên 30. 4. Đoàn Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu tiếp tục sự nghiệp ở câu lạc bộ Hà Nội với mức lương 85 triệu đồng một tháng sau thời gian chơi bóng tại châu Âu.